quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Em chào anh Huy thân mến. Chào Minh Châu xinh đẹp. Minh Châu ơi, sắp đến Tết rồi thì không khí rất là nhộn nhịp phải không nào? Dạ, đúng Minh rồi. Châu có cùng ba mẹ đi chợ sắm đồ Tết chưa? Làm sao mà quên cái khoản đó được? Tại vì em phải đi chợ nè, mua được rất là nhiều thứ nha. À, để em nhớ coi, em mua bánh kẹo nè, dưa nè, em mua hạt bí nè, em còn mua mứt nữa nè. À, và làm sao em quên được, em còn mua cả măng khô về để hầm giò heo đó. Măng khô mà hầm giò heo là rất ngon. Hầu như là tất cả mọi gia đình trong ngày Tết đều có một nồi măng hầm. Đố Minh Châu biết tại sao nè. Em không biết quý vị khán giả khác thì sao, nhưng mà riêng đối với nhà em á thì nồi măng hầm rất là tiện lợi nha. À, mình có thể hâm đi hâm lại nhiều lần nè mà không bị rã. Đã vậy càng hâm lại càng ngon nữa chứ. Đúng là nói Minh Châu à, trong ngày Tết thì nồi măng hầm là nồi chiến lược. Bởi vì sao? Chúng ta có thể hâm đi hâm lại nhiều lần nè. Nếu mà gia đình nào mà đông các thành viên thì chúng ta cũng có thể là sử dụng nồi măng hầm này để hâm lên và tiếp đón những cái vị khách quý của gia đình về sum họp sau một năm làm việc vất vả, phải không Minh Châu? Dạ đúng rồi. Bởi vậy cho nên trong chương trình của mình với chủ đề là vui món ngon trọn ngày Tết, làm sao nên mình lại thiếu món này được? Chắc chắn là không thiếu rồi. Nhưng mà trong chương trình ngày hôm nay, tôi sẽ thay giò heo bằng một nguyên liệu khác cũng không kém phần hấp dẫn, thưa quý vị. Minh Châu có biết món gì không? Dạ anh bật mấy cái nguyên liệu đi rồi em nói tên ra cho coi. Anh sẽ sử dụng măng hầm, nhưng mà không phải là giò heo mà là hầm với đuôi heo. Vậy thì mình có món đuôi heo hầm măng. Đúng rồi quý vị, chúng ta hãy cùng nhau vào bếp để chế biến món đuôi heo hầm măng quý vị nhé. Kính thưa quý vị, để chế biến món này chúng ta cần một đuôi heo khoảng 300g, măng 200g, hành lá, hành tím, ngò rí, 50g cà rốt, một số gia vị thông dụng và không thể thiếu bột ngọt Ajinomoto. Để chọn được đuôi heo ngon thì quý vị nên chú ý chúng ta mua đuôi heo mập. Cái phần đuôi này hơi dài một chút xíu nhưng mà tròn, ít mỡ, và cái phần xương cùng thì ngắn. Bởi vì phần xương cùng thì hay có nhiều mỡ đó Minh Châu à. Và sau đó mua về mình rửa sạch, mình chặt từng khúc vừa ăn khoảng 3cm là đủ rồi. Chúng ta có một nồi nước sôi sẵn rồi nè. Minh Châu biết tiếp theo là làm gì không? Cho một ít muối vô. Muối cho vô cũng làm tăng lên cái độ nóng cho cái phần này. Chúng ta sẽ trụng nước sôi cho thịt heo sạch thêm, rồi rửa lại cho thịt còn kỹ. Vậy hả? Anh Huy ơi, ví dụ như mà mình trụng vậy rồi có mất chất dinh dưỡng gì không? Thật ra là chúng ta chỉ trụng cho đuôi heo thật là sạch. Và Minh Châu thấy là khi mà đuôi heo mua về chúng ta chặt ra có máu, do đó khi mà trụng là thì sạch thêm thôi. Khi chúng ta trụng qua nước sôi như thế này thì một chút xíu chúng ta sẽ nấu được nồi nước dùng được trong và ngon hơn quý vị nhé. Sau khi chúng ta chặt đuôi heo ra thành từng khúc vừa ăn, trụng qua nước sôi, rửa thật sạch, chúng ta sẽ cho vô một cái tô và ướp gia vị cho thấm trước khi nấu món này. Một muỗng muối, nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto nè. Chúng ta sẽ đảo đều lên để cho thấm gia vị trong giây lát. Tiếp theo là chúng ta sẽ xé măng này ra từng miếng vừa ăn. Để chi cho biết không? Khi mà mình nấu lên á thì giò heo vừa mềm nè, măng cũng vừa chín tới. Như vậy là mình sẽ xé măng hơi lớn lớn một chút xíu để khi mà mình cho vào nồi thì cả măng và giò heo đều chín cùng một lúc. Đúng rồi đó Minh Châu à. Và nhân tiện tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị cách chúng ta sẽ chọn mua măng. Măng chúng ta sẽ lựa loại măng có màu vàng đẹp tự nhiên, không bị mốc, đó là loại măng ngon, măng mới. Minh Châu nhớ nha. Dạ. Và để cho măng được chế biến ngon hơn thì Minh Châu mở lửa lên, anh Huy sẽ xào măng và nêm một ít gia vị cho thơm ngon ha. Chúng ta sẽ cho một ít dầu vô để xào măng. Cho hành tím nguyên củ vô luôn nè. Cho nguyên củ vô luôn. Rồi, xào chung với toàn bộ măng mới xé xong. Chúng ta tiếp tục sẽ cho nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng bột ngọt Ajinomoto. Thì anh sóc đều lên cho Minh Châu xem. Như vậy là lúc này là gia vị đã thấm vô măng rồi. Và anh Huy lại cho qua một cái tô này. Đến lúc này chúng ta chỉ còn một công đoạn là lấy một cái nồi áp suất ra cho đuôi heo, măng vừa mới xào xong, cà rốt luôn nè Minh Châu. Vậy là xong rồi đúng không anh? Tiếp theo là một lít nước. Kính thưa quý vị, sau khi chúng ta cho măng vào nồi áp suất để hầm từ 5 đến 7 phút thì lúc này chúng ta có thể tắt lửa được rồi. Và đợi cho hơi khói bốc lên hết, lúc đó anh sẽ mở cái nắp này ra. Để món này được đậm đà thơm ngon hơn thì chúng ta sẽ nêm thêm nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto nè, nửa muỗng cà phê muối nè, thêm một muỗng canh nước mắm. Rồi, đảo đều lên như thế này là được. Mình sẽ múc măng ra một cái tô nha.
cho một củ hành tím đi ha. Dạ. Đây, tiếp theo một quả tiêu lên mặt nè, ngò rí hành lá nè. Kính thưa quý vị, như vậy chỉ trong tích tắc thôi, chúng ta đã có một món đuôi heo hầm măng thật là ngon. Với món này thì anh em mình có thể là thưởng thức vui món ngon trọn ngày Tết rồi, đúng không Minh Châu? Dạ, chính xác rồi. Mà em chưa thấy chọn ngày Tết anh ơi. Em yên tâm đi, anh đã chuẩn bị sẵn cho em rồi. Anh mời Minh Châu. Em cảm ơn anh Huy. Anh Huy cho em cái muỗng được không? Em muốn thử cái nước dùng nữa. Bản thân của đuôi heo hầm ra và kết hợp với măng thì tạo nên một cái nước ngọt rất là ngon. Anh Huy nói hết ý em muốn nói rồi, bây giờ em biết nói cái gì nữa bây giờ. Em chỉ muốn nói với quý vị khán giả là món ăn này rất ngon, bởi vì có sự kết hợp hài hòa giữa các nguyên liệu mà anh Huy vừa mới chia sẻ và các loại gia vị nữa chứ. Chắc chắn rằng món ăn này sẽ làm hài lòng tất cả quý khách đến thăm nhà quý vị vào dịp Tết này đó. Vui quá ngon, trọn ngày Tết. Cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay và hy vọng rằng quý vị đã kịp ghi lại công thức để chúng ta có một món ngon phục vụ cho những người thân của mình trong dịp Tết này. Bây giờ Minh Châu và đầu bếp Thanh Huy xin chào tạm biệt tất cả quý vị. Nhưng trước khi chia tay xin nhắc lại với quý vị là chương trình đã thay đổi số điện thoại và hộp thư. Quý vị khán giả nhớ ghi nhận lại để chúng ta giữ liên lạc nhé. Hộp thư mới của chúng tôi là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn và số điện thoại là 0838237557, đó là trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto. Chúc quý vị thành công với món ăn ngày hôm nay. Xin chào, hẹn gặp lại.